Ơi, tối nay vừa tới nhà Nhân Như Thủy đây. Hưng mới vừa cởi một cái áo khoác ngoài. Đây nè, để chỗ nè, đây. Đây 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 cái Nhân Nhân con tránh vào bên chút xíu, con tránh vào bên tay mặt. Đây nè, mới vừa cởi cái áo khoác ngoài ra. Và hiện giờ trên người còn bốn cái áo nữa. Đâu đâu quay lại có phải không Hưng? Quay lại có phải không? Phải bốn cái không? Hai cái rồi đúng vậy. Hả? Bốn cái á, nội mới nhìn đó là một cái ngoài, một cái áo sơ mi rồi cái áo lạnh ở bên trong, rồi bên trong còn thêm cái áo nữa là bốn cái, tổng cộng là mới năm cái thôi. Mà bữa nay ngoài trời chưa có lạnh lắm nhưng mà vì phòng xa ở bên ngoài bữa nay mới có 10 độ thôi. Ngày mai thì mới vào khoảng 1 độ hay là 0 độ. Nhà dân thì bây giờ ăn ăn tối trước khi đi ngủ, rửa cá đỏ, cá hồi, cá salmon mông, ăn với lại bơ tỏi, với lại bánh mì, không biết gọi là bánh mì gì, mì khô, bánh mì khô, bánh mì khô. Còn cái giấy đây không nè, giấy vậy nè. Hết liền à. Là cái khác với cái cá nữa cũng là nó nhưng mà nó xông khói nó ra cái vị khác như nghe xông khói hả ra này xông khói có phần ớt đúng không không ăn gì hảo không ăn gì vậy con không hảo cá này quá có xong con ăn thì được hảo gì ăn cái khác có hai trái rồi á này có trái này chín rồi. Đó. Để rồi cái món cá đó hết nhà lá rồi. dương nhà lá dương ngon ở tiệm luôn. Bây giờ qua tới cái chai thứ hai mà giò gà với lại chân cái giò gì chân gà bún chân bún giò gì cũng được với lại heo bắp cam chua vô để cắn thử biết coi sao đồng chí. Đồng chí khen món này ngon. Thử ra. Anh trước đây là quay. Đây. Ăn đi, tao bắt quay rồi. Mát cái lẩu này ngon, nóng ngon. Cái mềm, cái nấu vừa vừa chín luôn. Mềm luôn, mà nó vẫn dai. Vẫn còn giòn, vẫn còn giòn. Giòn cái nhai xưa là hết được, nó ngon lắm. Cái món như vậy. Đây. Cắn đi cắn đi cắn không miếng sao, không coi sao. thử coi coi cái coi cái rồi uống miếng đi uống miếng đi ăn miếng rồi cắn miếng rồi uống miếng rồi chứ cái này bác ra gỡ không bác ra gỡ không bác ra gỡ không cũng là gỡ món nào cũng có lỗ. Rồi đủ rồi mà xuống đi. Bây giờ trên người còn ba lớp áo. Hai à? Ở trong cái áo xanh còn cái nữa. Đúng rồi. Hai hả? Lộn có hai cái à? Bên kia thì đang đang cuốn chả giò. Đang lột cái bánh tráng để cuốn chả giò đó. Còn đây là cái thau thịt gà. Này cuốn chả giò bằng thịt gà. Thịt gà, bún tàu. Hai em, cái gì nữa em? Cà rốt, khoai tây. Cà rốt, khoai tây. Củ hành. Củ hành.
Còn đây là những cái cuốn chả giò vừa cuốn xong. Đó, giờ đang lột ra sẵn để chút xíu là Thủy lại cuốn. Hưng khen cái chân gà này lắm. Nó ăn ngon mà nghe là nhai hết luôn cả xương nữa. Nhai hết luôn cả xương. Nhiều khi nuốt vô đó, cái răng nó cũng đi theo, không biết có không. Bây giờ tới cái chai thứ ba. Chai thứ ba giờ thêm cái chai giò mới vừa cuốn xong nè. Đây là những cái cuốn chả giò đầu tiên. Đâu rồi, chai nhá nhá nhá. Rồi, bây giờ tiếp tục chai thứ ba. Cái chai này nó mặc hai chai kia. Chai này nó mặc hai chai kia. Đó. Mấy cái cậu đó cháu biết không? Có là có ba có bác vậy đó. Dạ. Bác Trí mới hành vừa cho giống như ông thầy tu rồi xuất giá vậy á. Xuất giá. Đúng rồi vậy đó. Dạ đúng rồi. Xuống núi. Thì tu xuống núi thì tu xuất giá. Xuất giá luôn. Bây giờ ta học giá thì xuất giá. Người ta muốn học, người ta tưởng ta xuất giá thì theo mày. Ở đây có được á. Được. Rồi. 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 Để nó mưa là lô mới có gì khó quên, lâu lắm mới gặp lại. Xong rồi nói tưởng rằng là không hết, nhưng mà rốt cuộc hai chai cũng đã xong, mà chai này 1.5 lít ha con, chai gấp đôi cho chị cũng xong luôn, còn có là những cái ly cuối cùng. Mày ngỡ nó đâu gì? Ai nhờ nó đôi xiền nha, mình gỡ nó gì còn gì nữa đó con. Hai con à, bây giờ nó ba đôi luôn đó, thấy bây chưa? Bây giờ là rượu nói bởi vì đã hai chai chia này một chai này ba chai rồi. Okay. Bây giờ thằng cháu nội nó phải quay phim. Mà tôi không hết con, bởi vì cái hàng mà hàng ông hay hàng ba. Ba cũng rất là còn tỉnh, nhưng hàng ông ngất ngư hết rồi. Không được không? Ba còn vui quá không? Đây giữ nha. Rồi. Cái này nó sẽ lên YouTube, nó đi trên khắp thế giới luôn. Ok, yeah, ok. Một cái hoạt cảnh rất là trung thực. Sau khi đã hết ba cái chai rượu chát rồi, thì cả mắt thương, cả ông nội đứt ngưng hết rồi. Còn mấy cái cuốn chả giò này, thấy không? Mày phải ăn chứ, mày ăn cho con dâu tao nó vui. Con dâu tao nó làm là để cho mày. Giết thương luôn. Hả? Giết thương luôn. Cái gì tao nghe không được. Giết thương luôn. Giết thương luôn. Việt Nam nói là vô toilet. Chưa. Mới có bao nhiêu đó mà đòi vô toilet rồi không? Chưa được. Phải tiếp tục đi rồi mới là. Ác quá. Xả nha. Bây giờ ăn đi rồi xả. Chưa ăn hết mà rồi xả. Là dâu của tao nó buồn. Mà xả dâu của tao nó buồn. Giống như bác về Việt Nam cái gì? Bác Việt Nam không? Bác lấy cái quán này nó
quái đại. Quán đại mới à, quán đại rồi. Đây. Nó không cho là đi đái, không cho đi đái luôn. Bây giờ tao phải nói là sorry. Đúng rồi. Cho những người coi cái clip này. Nè, okay. Là bởi vì tao với mày lúc này rất cư con tàu đi hết rồi. Ok. Thử ra là ăn nói nó hơi lượng thôi. Rồi. Nhưng mà đều. Rồi, mày thấy không? Ăn thì nói thì nó lâu thôi, chứ ăn thì không có lâu thôi. Ăn là vẫn ăn mạnh. Vậy. Ăn hết luôn đi. Rồi. Ăn hết luôn đi chứ. Rồi. Mày không ăn hết là con dâu tao nó buồn mày đó. Bởi vì công nó cuốn từ chiều từ nãy giờ chưa tới bây giờ mới ra được một cái mẻ đầu tiên. Ăn rồi. Ăn rồi mà ăn cũng biết là chưa có đủ theo con. Ăn một cuốn rồi. Đừng có ăn tới 5 miếng luôn. Nít khờ nút. Phải là the head is stuck. Nguyên cái luôn. Phải nguyên miếng mới được. Thế thật. Ăn nha. Mè không? Mè là thơm lắm rồi. Có rồi. Thơm lắm. Ta kêu đi thử thôi. Biết mình đại cái yếu điểm chọc hoài ha. Я вообще-то не вижу, я не вижу.
đang vào tiệm kem. Không muốn có rồi hả? 81 là chị tiền. Tiền cho món món quá. Nãy mình muốn lấy cái gì nữa nữa. Con mình có Rồi, bây giờ vô. Dạ, mời hả? Mời hả? Đỡ không bác? Nếu các bác có rượu á. Này cũng có rượu. Cái này cũng có rượu nữa. Bây giờ là tàn chiến cuộc. Tàn chiến cuộc rồi. Nè giờ giấc nè. Mà sương mù nhiều á, như chiếc xe phía trước của mình á, xe nó chạy phía trước mình á, không thấy luôn hả? Mà nó gần hơn, nó bằng nửa đoạn đường thôi, mình cũng không thấy. Ừ vậy hả?
bấm cho ba. Không đủ sao? Mấy người đủ. Hàng ký rồi. Ba người. Mà như số 3 chứ. Một. Một. Dạ. Nhớ lộn bên phòng trong lầu của chị. Nó lấy gì là lạnh gì? Được rồi ba. Chứ cuộc lộn nữa phải không, đường nữa phải không, hả, lạc đường nữa phải không, lạc nữa tôi thấy đâu có lái xe được.